có khách ngoài. Ủa không phải kêu em hả? Ừ. Tưởng kêu em chứ. Kêu. Ủa? Hả? Kênh tẻ quận 7. Xuống đội tẻ đó liền. À, kênh tẻ gần nhà em á, để em coi ha. 54.000 lấy 50 thôi. Có luôn hả? Hả? 54.000 lấy 50 thôi hả? Ừ. Ok, khỏi coi đi luôn. Đó, chỉ là 2 mà. Phải không? Trả lãnh cho này luôn. Ngược chiều. Còn chén xíu à. Xíu à hả? Nhà mới luôn à. Ờ, nhà em ở ngay Tân Thuận á. Đâu? Tân Thuận. À, Tân Thuận hả? Ờ. Bên đi cầu Cái Mép. Đúng rồi, Cái Mép. Đi, cái tẻ cũng được. Đi cầu Thọ được hả? Ừ. Ở đây thì phải đi đường Cộng Lạnh đúng không? Ai biết. Đường Cộng Lạnh mình băng qua luôn, dễ. Đường xuống lộ ta phải đúng không? Nhà bỏ nó. Rồi không chạy đường này luôn trời. Gì để xuống cầu Kinh Tẻ thì có 50 người ta. Có 54.000 em. Rẻ với người ta. Em nhớ. Không, em không sợ chị nó dốc, yếu nó cái giá của nó rẻ á. Chứ em đâu biết chị nó em biết là chị không nó dốc rồi. Một ngày bắt 2 lần rồi. À. Vậy đó là mình về cũng coi khách ngay được chính thánh mình chỉ có 45.000. À. 45.000 à. Lúc đó giờ mình chơi 2 tuần nữa, chơi 54.000 đúng không? Mà nó tính có 54.000 thôi. Thật ra có cú này mừng rồi, đắt rẻ cho cũng mừng đó đó, chán ha. Mà hàng đắt lắm không? Đã không? Lắm. Giờ sáng thôi chị đi ở chợ đó, ăn kéo nhà không? Đi cười giỡn tối nay. À. Cười giỡn tối nay thì người ta thích thôi. Nếu như em chị nói 54.000 giờ chị còn 50, chị lẹ lắm hiểu không? Tối sao nói vậy à, bản tính phẩm chất mình lại như vậy rồi. Ok. Trả với ai trả chứ tụi em trả gì. Bảo vậy nhưng mà nhiều người á ta ăn lường đủ lận mà em. À. Cái gì vậy? Ăn lường đủ lận. Đủ lận. Là sao? Ăn lường á, lường sức của công người ta. À. Có nhiều người thấy quá là nhắm đây em. À. Mới mở hàng lại hiểu không? À. Còn đủ lận là gì? Ăn lường đủ lận như dạng là lường sức lường công của người ta đó. À, ý là cái câu nói nó vậy đúng không? À, cái câu ông bà mình nói vậy ăn lường đủ lận. À. À. Đi trước gặp. Phải tới chỗ mình hỏi xong gặp mình xuống mình lặn lại mình lấy tiền mình đưa ông hiểu không? À à. Đó, ông lẹ để ông chạy mở hàng mà sáng sớm mà. Được cái chỗ đấy nhà 80 nó nói vậy. Ông nói gì? Nè, bây giờ tôi nói nghe nè. Ở đây là giữa anh thẳng bên lô em cũng lẹ. Ở đây giữa dân chúng có nè, xe gấp có nè, đèn đỏ nè, giữa mọi người. Gấp. Chị kêu gấp cho chị nhờ em mở app lên coi từ đây đi lên đường cũng kệ mình. Đường 120 rồi mình đăng. Em lên app gì chỉ có bao nhiêu này. Nó nói 54.000. Đó, tôi chưa nói người ta đã nói không nè. Ông 54.000 già cả chứ không 80. Bây giờ ông nói tôi 80, công bằng sống nói gì gió. Đồ già không được, ăn lượng tụ lượng quá. Tưởng ông già ông nói xong nói đúng không, chỉ nói vậy đúng không? Đúng rồi. Có 54.000 thì luôn 60. Mặt khiến mới tới đó à. Thì có cho nó là nè, đi ra rồi ông trái được rồi phải luôn. Ở đây hả? Ông đi đường này hả? Không, em mới biết đường này luôn á. Đường này rất lẹ, em đi đường kia cũng ra đường này luôn nhưng mà đường này đi lẹ đem mặt cho tới liền. À ok. Đẹp không? Cái tôi nói nè, ông lớn tuổi á, mặt tôi nó dòng
sao? Nó nghe sao giờ cũng đưa vô luôn. Thì đưa 30, đưa xe gấp là chở về cũng 30, cũng là 60. Thấy chưa? Già chó mua mua mò bậy quá. Pin đó chị. Hả? Cái pin đó. Cái là gì? Pin sạc cho mấy cái này nè. Sạc cho điện thoại mà. À, cho điện thoại hả? Dạ đúng rồi. Dẹo đi giờ đâu ai đâu sợ. Thôi, tụi em đâu có được làm vậy. Dạ. Ừ, tụi em mà chạy đúng trong công ty. Đúng như luật luôn, của giống của nó luôn. Nó có nghiêm lắm chị. Em không có biết. Hả? Cái quy luật của tụi nó em không có biết. Đúng rồi. Mình cứ đúng luật giao thông là được hả? Em muốn biết cái quy luật của tụi nó không? Thì sao chị? Nó bị thổi xe, em cởi nón em ra xuống em chào nó cho em bây giờ. À. Thổi vô cởi nón ra chào nó cho bây giờ. Cởi nón ra chào nó hả? À, mình biết hết lịch sự của nó. Mà nó mình cũng như gia đình mình cũng có tật làm á. À. Quèo đây nè, đi biết lẹ. Dạ. À, mà cái đường chị chỉ là em mới đi lần đầu. Không cần đường đi là chết, phải cần đường đi đường tắt. Theo áp cho em là phải đi đường đường. Không nhiều việc mà. Dạ. Chắc khổ mà chạy thì chúng ta phải không? Đọc cho mình bên đây là mình qua nè, mình qua mình. Bức lẹ đó. Mấy cái này em dở quá, hôm qua làm dày qua luôn. Hôm qua đó mà không kịp hết chứ. Tại em nó vượt. Hú dạ. Hỏi dính liền. Em không để ý cái đèn đỏ. Trời ơi, chết rồi. Rượu mà hai chị em nhà hết lũ. Không không, xe em thắng anh đó. Xe em đổ thắng. Thắng cái nó dính rồi. Rồi xong, hết phần giờ đáng qua. Dừng luôn hả? Qua luôn đi, không ai qua đi. Thôi. Đó, tao qua đó sao? Ai đâu chưa? Cái đường em nhỏ mà. Đó, tao có ai đâu. Từ từ thôi, từ từ. Vài giây rồi, không sao đâu. Thôi, cha chị mình chết. Mình dân nghèo mà em không thể hồng thôi, lực giao thông đường biết không, cái nào mình chống được mình qua mình cũng qua. Quay phải hả chị? Thẳng luôn, có quay phải đâu á. Quay thẳng về cầu đài anh. Mình lỡ thằng nào chạy nhanh qua một cái mà nó có đường lộ về để phải gì anh phải nhìn, em phải nhìn hai kia tập bắt em phải cho lanh, hiểu không? Nhất là hẻm, nhất cái đường hẻm mà băng qua, nhất là cái đường nhánh dày là em phải nhìn vô đây. À. Em nhìn vô, tự nhiên nó tự trong cái băng ra, hiểu không? Nó sẽ đứng ngồi nọ nẩu, nó mình vô tầm năm cưa đó nạn, mình vui đi. Nó đâm vô mình, chứ mình đâm đó, mình cuối cùng là mình vẫn bị thua, đúng không? Là mấy cái đường em phải nhìn hai bên, đó, em phải nhìn, đó, không? Chỉ cho đường cho đường dưới, bắt em vô lanh. Kẹo nóng em đâu có nhìn hết được. Thôi đó chứ. Nó đâu có bị, nó không bị khúc cái hai tầm nhìn em đâu. Nó đâm hai bên, nó chạy dần hai lần nữa không? Thật ra tụi em nó căng cái vụ là nó đo trên hệ thống này nè. Rồi nó lấy camera của nhà nước á. Chứ tụi em vượt ít lâu lâu thì được. Không có em, không phải là vượt. Cái camera truyền thống này đâu có, nó đâu quay hết, nó chỉ đã vậy thôi. Nhưng mà hình ảnh nó chỉ ở đã vậy thôi, nhưng mà lắm em. Rồi gia đình chị làm trong chị biết mà nó chỉ là đã có hình thức thôi. Hình thức thôi. Tâm mà nó không thấy rõ, hiểu không? Nó đâu đó bằng của nước ngoài, của Mỹ. Của Mỹ kìa, nó là rõ ràng. Nó lại chỉ làm mờ thôi. Em thấy ở ngoài đường phố đi bộ như vậy không? À. Nó đặt camera hết đầy đủ không? À. Chỉ là mờ ra nó nói rõ được ai. Nếu mà làm rõ hết chết người ta. Trời chết người ta nghèo, người ta đi móc túi hay đi giật đồ đi ăn cướp. Mà chết làm sao? Đúng không? Chỉ mờ không có rõ hay nữa, cái bóng như hình thôi. Nó tả dạng ra em hiểu không? À. Nó bóng dần, bóng xa ra đã dần dạng, dần dạng rồi. Trời làm sao mà thấy được hết em?
Ờ phải hả chị? Phải luôn. Đó là cầu đàn này không biết hay đâu. Ờ à, đi đường lạ em không để ý á. Tại em hết trước giờ em không có ra đường. Nó nhà giàu đặt mấy cái máy rượu mà đã cho cửa nhà. Mà vô cấp xe đủ rẻ kiếm xe hơi. Cái đâu có nhìn được không? Nó nhìn cái mặt mạnh mẹ nó lấy gì nhìn ra. Thì đó. Nó nhìn cái dạng da vô da vô. Cái tướng đó. Trời ơi tướng giống tướng mà người giống người mà. Giờ này đủ má mày đã banh thua ra bắt giờ này vậy. Rồi giờ đặt giường chó chút thôi. Đây ha. Ok. Trời ơi. Không biết chị khách nó đúng không ta. Đây ở đó mà 5-4 ngàn thì quá rẻ. Rồi rồi, em cảm ơn chị nha. Trời ơi, cái gì vậy? À, mọi người có bình luận gì về video này thì cứ thoải mái nghe. Mình thì mình trung gian, mình không ý kiến đâu. Mình mang cái video này đến cho mọi người xem thôi là chủ yếu. Còn ý kiến thì tất cả mọi người thì quan điểm của mình đó là mỗi người có một cái quan điểm cá nhân riêng. Cho nên ai muốn nói gì nói, ai muốn làm gì làm, nhưng đừng có đả kích cá nhân nhau. Đừng có chửi tôi là được rồi. Chủ yếu đừng có chửi tôi thôi. Tôi làm video thì nói chung là cực thì nó có cực đó, nhưng mà tôi thích, tôi thích thì tôi làm. Nói chung mọi người thì có được xem thôi, thì hãy góp ý bình luận trên một cái phương diện gọi là đoàn kết xây dựng nha. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp mọi người ở một video sau, và đừng quên nhấn đăng ký để tiếp tục theo dõi nha. Bye bye.